hoặc thấy nơi tòa có thiên tử thiên nữ trời tu dạ ma cùng nhau vây quanh, dạ ma thiên vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là vô biên trang nghiêm, hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có thiên tử và thiên nữ cõi trời tu dạ ma cùng nhau vây quanh, dạ ma thiên vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là vô biên trang nghiêm, khiến cho họ khắc trang nghiêm pháp giới. Trời dạ ma dịch là thời phần, nghĩa là tùy thời thọ lạc, là cõi trời thứ ba của sáu cõi trời dục giới. Cõi trời này không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, dùng hoa nở làm ngày, hoa khép làm đêm. Hoặc thấy nơi tòa có thiên tử thiên nữ trời tam thập tam cùng nhau vây quanh, thích đề hoàn nhân làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là nhàm bìa môn. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có thiên tử và thiên nữ trời tam thập tam cùng nhau vây quanh, thích đề hoàn nhân làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là nhàm bìa môn, khiến cho họ chẳng còn tham chấp năm dục mà có thể nhàm bìa cầu đạo vô thượng. Cõi trời này là trời đạo lợi, là tầng trời thứ hai của dục giới, cùng điện trên đỉnh núi Tù Gì, thiên chủ tên là Thích Đề Hoàn Nhân ở chính giữa. Ông ta có 32 thiên thần ở bốn phương của cõi trời đạo lợi, cộng thành là 33 cùng trời. Cõi trời này là một ngày một đêm thì ở nhân gian là 100 năm. Hoặc thấy nơi tòa có lòng tử, lòng nữ của Bá Quang Minh Long Vương, Nan Đà Long Vương, Yêu Ba Nan Đà Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Y La Bạt Nan Đà Long Vương, Anna Bà Đạt Đa Long Vương, vân vân cùng nhau vây quanh, Ta Giả La Long Vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Phật Thần Thông Cảnh Giới Quang Minh Trang Nghiêm. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có long tử và long nữ của Bá Quang Minh Long Vương, Nan Đà Phước Long Vương, Yêu Ba Nan Đà Thiện Phước Long Vương, Ma Na Tư Đại Thần Long Vương, Y La Bạt Nan Đà Long Vương, Anna Bà Đạt Đa Vô Nhiệt Long Vương, vân vân cùng nhau vây quanh, Ta Giả La Hải Long Vương, Long Vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Phật Thần Thông Cảnh Giới Quang Minh Trang Nghiêm, hoặc thấy nơi tòa có các chúng dạ xoa cùng nhau vây quanh, tỳ sa môn thiên vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Cứu Hộ Chúng Sinh Tạng, hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có các chúng dạ xoa cùng nhau vây quanh, tỳ sa môn thiên vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Cứu Hộ Chúng Sinh Tạng, vì tánh dạ xoa thích phi không đoạt vật nên vị tỳ kheo ni khuyên họ phải hộ trì chúng sinh. Thấy nơi tòa có chúng càn thất bà cùng nhau vây quanh, trì quốc càn thất bà vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Vô Tận Hỷ. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có chúng càn thất bà cùng nhau vây quanh, trì quốc càn thất bà vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Vô Tận Hỷ, vì chúng càn thất bà hay tấu nhạc để làm vui cho trời Đế Thích. Hoặc thấy nơi tòa có chúng Atula cùng nhau vây quanh, Ma Hầu La Già Vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Mau Chóng Trang Nghiêm Pháp Giới Trí Môn. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có chúng Atula cùng nhau vây quanh, Ma Hầu La Già Vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Mau Chóng Trang Nghiêm Pháp Giới Trí Môn, vì Atula lấy thiện nguyện làm trang nghiêm. Hoặc thấy nơi tòa có chúng Ca Lâu La cùng nhau vây quanh, thiệp trì Ca Lâu La Vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Bố Động Chư Hữu Hải. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có chúng Ca Lâu La cùng nhau vây quanh, thiệp trì Ca Lâu La Vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Bố Động Chư Hữu Hải. Ca Lâu La là chim đại bàng cánh vàng, khi xòe cánh ra thì sẽ chấn động biển cả, nên vị tỳ kheo ni này giáo hóa chúng Bố Động Chư Hữu Hải để cứu chúng sinh sắp chết chìm. Hoặc thấy nơi tòa có chúng Khẩn Na La cùng nhau vây quanh, đại thụ Khẩn Na La Vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Phật Hạnh Quang Minh. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có chúng Khẩn Na La cùng nhau vây quanh, đại thụ Khẩn Na La Vương làm thượng thủ.
Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Phật Hạnh Quang Minh, Khẩn Na La là thần ca, nên dùng Phật Hạnh Quang Minh để phá chấp của họ. Hơn nữa, trên đầu của chúng có một cái sừng nên cũng gọi là nghi thần. Vị tỳ kheo ni đó khiến cho họ đồng Phật giác, lìa nghi quang minh. Hoặc thấy nơi tòa có chúng ma hầu la già cùng nhau vây quanh, am la lâm ma hầu la già vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là sinh tâm Phật hoan hỷ. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có chúng ma hầu la già, đại mãng xà cùng nhau vây quanh, am la lâm ma hầu la già vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là sinh tâm Phật hoan hỷ. Vì ma hầu la già nhiều sân độc nên vị tỳ kheo ni đó đối trị mau bệnh của họ mà nói diệu pháp. Hoặc thấy nơi tòa có vô lượng trăm ngàn người nam và nữ cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là hạnh thủ thắng. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có vô lượng trăm ngàn người nam và nữ cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là hạnh thủ thắng. Vì con người phần nhiều làm hạnh bất thiện, tuy có hạnh nhân nghĩa cũng chẳng thủ thắng, nên vị tỳ kheo ni đó khiến cho họ khởi thắng hạnh xuất thế. Hoặc thấy nơi tòa có các chúng la sát cùng nhau vây quanh, thường đoạt tinh khí, đại thụ la sát vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là phát sinh tâm bi mẫn. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có các chúng la sát cùng nhau vây quanh, thường đoạt tinh khí, đại thụ la sát vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là phát sinh tâm bi mẫn. La sát chẳng phải người, tánh tình thích hút đoạt tinh khí của con người, tàn hại chúng sinh. Hiện tại vị tỳ kheo ni đó giáo hóa chúng phải phát tâm thương xót để cứu hộ chúng sinh. Hiện tại chúng ta đang đả thiền thất tại Vạn Phật Thành. Năm 1979, mỗi người phải đem tinh thần chân chánh ra để ngồi thiền. Đừng làm việc phô trương, dụng công là bổn phận của mình, chứ chẳng phải là làm để cho người khác xem, phải chuyên tâm để đả thiền thất. Mỗi người hãy bớt nói chuyện, niệm Phật nhiều hơn. Nam nữ đừng tụ lại một chỗ trong thiền đường, càng không thể nói chuyện bậy bạ. Việc cần nói cũng nói, việc không cần nói cũng nói. Quy củ của chúng ta vốn nghiêm khắc, các vị phải hiểu, tôi cũng không cần nói quy củ gì. Đã nhiều năm rồi nên biết lúc đả thiền thất, không thể mượn đề mục để nói. Không có việc gì thì không nên nói, nếu việc không quan trọng thì càng không nên nói. Hôm nay đả thiền thất, tôi vốn không muốn nói khải thị, nhưng vì quý vị cứ nói chuyện với nhau quá nhiều, cũng không nên nói chuyện ở trong nhà cầu. Quý vị không nói chuyện ở tại chánh điện mà vào trong nhà cầu nói chuyện. Nhà cầu hôi thối như vậy, có chuyện gì mà nói, lời nói ra cũng chẳng sạch sẽ. Chẳng những ở trong nhà cầu không nên nói chuyện, mà ở trai đường cũng không nên nói chuyện. Không nên nói tôi đã xuất gia được nhiều năm rồi, hoặc tôi là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, thì có thể không giữ quy củ. Quý vị làm tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni không giữ quy củ, thì thử hỏi những người khác làm sao họ giữ quy củ. Quý vị tư cách càng lâu năm thì càng phải giữ quy củ, không thể nói tôi tư cách đã lâu năm so với người mới xuất gia muốn làm thế nào cũng được, đây là hoàn toàn sai lầm. Tư cách càng lâu năm thì càng phải tôn trọng chính mình, đừng làm cho người khác khởi vọng tưởng, động ý niệm. Khi quý vị nói chuyện vô ích, trong khi người khác đang một lòng niệm Phật, nhìn thấy bạn nói chuyện thì họ cũng khởi vọng tưởng rằng họ có thể nói chuyện thì tôi cũng có thể nói chuyện. Như vậy thì cùng nhau nói chuyện, mỗi người phải tự mình tôn trọng chính mình. Chúng ta đến Vạn Phật Thành là để muốn tu đạo, chẳng phải đến đây để lãng phí thời gian, để chờ chết. Nếu chúng ta chẳng dụng công thì đến Vạn Phật Thành để làm gì? Chúng ta đến thế gian này để làm cái việc không tốt chăng? Thế gian muôn màu muôn vẻ, bạn có thể tùy tiện nhảy đầm, tùy tiện uống rượu, xem kịch, muốn làm gì thì làm. Tại sao phải chạy đến chỗ này để chịu khổ, băng thiên tuyết địa? Đến chỗ này, nếu còn chẳng dụng công tu hành thì thật là có lỗi với chính mình, cũng có lỗi với tổ tiên sư trường và Phật. Bạn đến đạo tràng, tại sao lại muốn giải đãi, chẳng dụng công, cũng có thể làm chướng ngại người khác dụng công. Cho nên điểm này quý vị phải đặc biệt chú ý. Bất cứ sáng tối, nếu không có việc gì cần thiết, thì đừng tùy tiện chạy lung tung, đừng chạy đến chỗ kia nhìn, đừng chạy đến chỗ nọ chơi. Nếu bạn có công việc thì có thể đi ra ngoài làm, nếu chẳng có công việc thì không nên tùy tiện đi ra bên ngoài.
Lần này tôi đến cảm giác rất vui. Vui cái gì? Tôi nhìn thấy các con đường đều rất sạch sẽ, bụi bặm rác rến tích tụ đã mấy năm rồi, đều đã quét hút sạch sẽ, cho nên tôi rất vui. Chúng ta luôn luôn giữ gìn cho sạch sẽ, thì đó mới là điều quan trọng. Đừng để đường xá dơ bẩn, thân mình cũng đừng để dơ bẩn, trong tâm cũng đừng để dơ bẩn. Đầy bụng rồi, đều là quỷ, cứ phải vọng tưởng đây là không thể được. Bên ngoài chúng ta quét dọn sạch sẽ, y phục mặc trên thân nhất định phải sạch sẽ, phải có vệ sinh. Trước kia tôi thường mặc áo giày đó tuy chưa từng giặt qua nhưng cũng chẳng dơ mấy. Thời gian mặc rất lâu, chẳng những chẳng hôi mà còn có mùi thơm. Nếu các vị mặc đồ chỉ có mùi thơm chẳng có mùi hôi thì không cần giặt. Áo giày đó tôi mặc lúc còn thủ hiếu bên mộ của mẹ tôi, thủ hiếu xong thì áo đó cũng thành màu đen. Về sau rách từng chút thì vá lại, tổng cộng vá hơn 3 lớp. Khi tôi rời khỏi chùa Nam Hoa thì quên mang theo, tôi cứ nghĩ rằng tương lai sẽ trở lại chùa Nam Hoa, cuối cùng cũng không trở về được. Tôi cũng không biết áo đó có còn hay không. Cho nên chúng ta mỗi người đều phải giữ gìn thân tâm của mình cho thanh tịnh. Trong tập thanh tịnh thì trên thân cũng thanh tịnh, nếu nhìn bên ngoài có chỗ nào không sạch thì đừng ngại phát tâm lau giặt cho sạch. Đừng có gì cũng chẳng màng, chỉ cần mỗi ngày sống là được, phải có trách nhiệm một chút. Hoặc thấy nơi tòa có chúng sinh tin ưa thanh văn thừa cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Thắng Trí Quang Minh. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử Tần Thân ngồi, có chúng sinh tin ưa thanh văn thừa, quán pháp, bốn đế mà ngộ đạo cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ diễn nói pháp môn tên là Thắng Trí Quang Minh. Vị trí thanh văn nhỏ hẹp nên diễn nói Thắng Trí Quang Minh. Hoặc thấy nơi tòa có chúng sinh tin ưa duyên giác thừa cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là công đức quang minh Phật rộng lớn. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử Tần Thân ngồi, có chúng sinh tin ưa duyên giác thừa, quán pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ mà diễn nói pháp môn tên là công đức quang minh Phật rộng lớn. Hoặc thấy nơi tòa có chúng sinh tin ưa đại thừa cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là phổ môn tam muội trí quang minh môn. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử Tần Thân ngồi, có chúng sinh tin ưa đại thừa cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là phổ môn tam muội trí quang minh môn. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát sơ phát tâm cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là tất cả Phật nguyện tụ. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử Tần Thân ngồi, có các bồ tát sơ phát tâm cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là tất cả Phật nguyện tụ. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ hai cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là ly cấu luân. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử Tần Thân ngồi, có các bồ tát địa thứ hai ly cấu địa cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là ly cấu luân, khiến cho họ trì giới thanh tịnh, xa lìa lỗi lầm ba nghiệp. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ ba cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là tịch tĩnh trang nghiêm. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử Tần Thân ngồi, có các bồ tát địa thứ ba phát quang địa cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là tịch tĩnh trang nghiêm, vì bồ tát địa thứ ba tu tám thiền. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ tư cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là cảnh giới sinh nhất thiết trí. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử Tần Thân ngồi, có các bồ tát địa thứ tư diệm huệ địa cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là cảnh giới sinh nhất thiết trí, vì bồ tát địa thứ tư đã chứng được vô hành vô sanh hạnh huệ quang. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ năm cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là diệu hoa tạng. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử Tần Thân ngồi, có các bồ tát địa thứ năm nan thắng địa cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là diệu hoa tạng. Diệu hoa tạng là chỉ 10 thứ tâm tịnh bình đẳng. Trong tấn kinh có nói rằng tịnh tâm hoa tạng, hoa tạng là chỉ dùng chân tụng cả hai để tu, đối với nàn đắc thắng vì nhân duyên hàm tàng. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ sáu cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là tỳ lô giá na tạng.
hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử toàn thân ngồi có các bồ tát địa thứ sáu hiện tiền địa cùng nhau vây quanh vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là tỳ lô giá na tạng. Vì bồ tát địa thứ sáu đầy đủ trí huệ phương tiện nên trí huệ hiện tiền chiếu khắp tất cả. Tỳ lô giá na dịch là quang minh chiếu khắp. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ bảy cùng nhau vây quanh vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là phổ trang nghiêm địa. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có các bồ tát địa thứ bảy viễn hành địa cùng nhau vây quanh vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là phổ trang nghiêm địa. Vì bồ tát địa thứ bảy tu hạnh thù thắng và tu tập tất cả bồ đề phần. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ tám cùng nhau vây quanh vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là cảnh giới thân khắp pháp giới. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có các bồ tát địa thứ tám bất động địa cùng nhau vây quanh vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là cảnh giới thân khắp pháp giới. Vì bồ tát địa thứ tám chứng được vô sanh pháp nhẫn, nơi ba thế gian đều tự tại đắc được nhẫn như không mà niệm niệm nhập vào dòng pháp. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ chín cùng nhau vây quanh vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là không chỗ đắc được sức trang nghiêm. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có các bồ tát địa thứ chín thiện huệ địa cùng nhau vây quanh vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là không chỗ đắc được sức trang nghiêm. Vì bồ tát địa thứ chín dùng vô sở đắc mà làm phương tiện lực độ tăng khắp đầy đủ biện tài sẽ nói tất cả pháp làm trang nghiêm. Hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ 10 cùng nhau vây quanh vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là vô ngại luân. Hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có các bồ tát địa thứ 10 pháp vân địa cùng nhau vây quanh vị tỳ kheo ni đó, vì họ nói pháp môn tên là vô ngại luân. Vì bồ tát địa thứ 10 đã phá tan 10 chướng, 10 độ đã viên mãn, 3 kỳ đã tròn đầy.